Rồi, xin kính chào quý vị các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại vườn mai kiểng của anh Chiến ha quý vị các bạn. Phú Tân Cà Mau ha quý vị. Bữa nay anh cũng có về một lô phôi mai tứ quý ha. Cũng khoảng mười mấy cây, anh cũng muốn quay cho quý vị xem và tham khảo giao lưu cùng ảnh ha. Cũng rất mong được sự ủng hộ từ gần xa từ quý vị các bạn gần xa cho anh Chiến ha. Lô mai của ảnh nằm trong vị trí bên trong ha quý vị. Rồi em chào anh. Chào tất cả anh em gần xa. Hôm nay mình có nhờ Ba Phi review một số mai tứ quý. Rồi đến quý khách mình không được quý khách ủng hộ. Rất cảm ơn quý khách rất nhiều. Toàn bộ là hôm nay mình quay là 15 cây mai tứ quý luôn các bạn. Rồi mình video cây số 1. Cây số 1. Quý vị thiện chí nào mua thì số điện thoại của anh Chiến mình để trên tiêu đề ha quý vị, liên hệ trực tiếp với anh ha, để có giá cả tốt cho quý vị xem và tham khảo vô lô cùng ảnh ha. Rồi anh cho chiều cao anh ơi. Cao 1m7. Rồi chiều cao 1m7 ha quý vị. Rồi chị Tiến Quỳnh Thăng luôn anh. 32. Rồi Quỳnh Thăng 32 chuẩn ha quý vị. Rồi xây dòng đế luôn anh. Rồi 39. Rồi đường kính bào 39 ha quý vị. Rồi đế cũng khá đế ha quý vị. Dạ có trình đó. Rồi một số tay cành đây quý vị ơi. Tay cành thì một dán cực ha, một thân một cốt ha, đóng thì khá đều ha quý vị, đóng tứ diện luôn ha. Vút ngọn luôn ha quý vị. Rồi mã số 1 giá luôn anh ơi. 8 luôn. Rồi mã số 1 giá 8 ha quý vị. Giá thì quá bình dân quý vị, cũng rất mong được sự ủng hộ từ quý vị các bạn gần xa trên Chiến ha. Rồi mình chuyển cây anh ơi. Rồi cây hai luôn. Rồi cho chiều cao luôn anh. Rồi 1m4. Rồi chiều cao 1m4 ha quý vị. Rồi 28. Rồi hoàn thân 28 chuẩn ha quý vị. Rồi xây dòng đế luôn anh. Rồi 38 luôn. Rồi đường kính bào 38 ha quý vị. Đây đế đóng đều tứ diện ha quý vị. Cũng dán trật một thân một cốt ha quý vị, một số tay cành ha quý vị. Rồi mã số 2 giá luôn anh ơi. Rồi mã số 2 giá 1.4 triệu ha quý vị. Tất cả của anh Chiến cũng đều bao sóng bao ship toàn quốc ha quý vị. Rồi chuyển cây anh. Rồi số 3. Rồi cho chiều cao luôn anh ơi. Rồi, chiều cao 1.5m ha quý vị. Rồi 30. Rồi bàn thân 30 chuẩn ha quý vị. Rồi kính bầu 42. Rồi đường kính bầu 42 ha quý vị. Cây số 3 này giá 17 luôn. Để bàn sổ ha quý vị. Đây cũng dán cực ha quý vị, một thân một cốt, tay cành này đóng khá đều ha quý vị. Dứt ngọn luôn ha. Rồi mã số 3 giá 1.7 triệu quý vị ơi. Rồi chuyển cây luôn anh. Tất cả anh Chiến cũng đều bao sóng bao ship toàn quốc ha quý vị. Rồi một cây tam tài ha quý vị. Rồi cho chiều cao luôn anh. Rồi 120. Rồi chiều cao 120 ha quý vị. 34. Rồi tổng hình thân là 34 ha quý vị. Đây tổng hình thân 34 ha quý vị. Còn mấy cốt cành này nó tầm khoảng đâu anh đâu nạo ba cốt cành giùm em luôn anh. Rồi 16. Cốt cành thứ nhất là 16 ha quý vị. Rồi này 17. Rồi 16 17 đi ha quý vị. Ba thân nó cũng nó giống nhau ha quý vị. Rồi xây dòng đế luôn anh.
Rồi 54 45. Rồi đường kính bầu 45 hả quý vị. Đây cũng một đế bàn hả quý vị. Đế lật hả quý vị. Tam tài hả quý vị. Cái này về quý vị muốn cắt làm sao cắt hả quý vị. Mỗi người tầm mắt khác nhau hả quý vị. Rồi giá luôn anh. Rồi giá 1,7 luôn. Rồi mã số 4 giá 1,7 luôn quý vị ơi. Cũng rất mong được sự ủng hộ từ quý vị các bạn gần xa cho anh Chiến ha. Xin cảm ơn. Rồi chuyển cây anh ơi. Rồi cho chiều cao luôn anh. Rồi chiều cao 1m đi ha quý vị. Rồi hoành thân chỉ tí 24 ha quý vị. 24 chuẩn ha. Rồi xe dòng đế luôn anh. Rồi 37. Rồi đường kính bầu 37 ha quý vị. Đây bộ đế ha quý vị. Đế cũng đế bàn ha quý vị. Có đều hết bốn mặt ha. Cũng dán trật một thân một cốt. Tay cành này đóng tứ diện ha quý vị. Đây tay cành ha quý vị. Rồi giá luôn anh. Giá 1,4 triệu. Rồi mã số 5 giá 1,4 triệu ha quý vị. Rồi chuyển cây anh. Rồi mã số 6. Rồi 65 ha quý vị. Hoành 23. Rồi hoành 2. Tính 22 ha quý vị. 22 có dư đi ha. Rồi sao dòng đế hả anh. Rồi 40. Rồi đường kính bầu 40 ha quý vị. Cũng đế bàn đều 4 mặt ha. Đây lùng lực bonsai ha quý vị. Tay cành thì khỏi chê ha quý vị. Rồi giá luôn anh. Giá 1 triệu. Rồi giá 1 triệu luôn ha quý vị. Rồi mã số 6 giá 1 triệu. Rồi chuyển cây anh. Rồi cho chiều cao anh. Rồi chiều cao 123 ha quý vị. Rồi 28. Rồi bằng 28 chuẩn ha quý vị. Rồi 38 luôn. Rồi đừng tính bầu 38 ha quý vị. Đây đế cũng khá đế ha quý vị. Dán trực ha quý vị. Trực thẳng luôn ha. Tay cành đóng tứ diện luôn quý vị ơi. Vuốt ngọn luôn ha. Rồi giá luôn anh ơi. Rồi mã số 7 giá 1,5 triệu không quý vị. Rồi chuyển cây anh. Rồi cho chiều cao luôn anh. Rồi 129 ha quý vị. Chiều cao 1m29 ha. Hoành 29 luôn. Rồi hoành thân vị trí này tính 28 thôi anh. 28 có dư đi ha quý vị. Rồi 39. Rồi đường kính bầu 39 ha quý vị. Đế cũng khá đế ha quý vị. Đây dán trực một thân một cốt ha quý vị. Tay cầm thì đóng cũng rất là đều ha. Rồi giá luôn anh ơi. Rồi mã số 8 giá 1,6 triệu ha quý vị. Rồi chuyển cây luôn anh. Tất cả đều bao sóng bao ship toàn quốc không quý vị. Cũng rất mong được sự ủng hộ từ quý vị các bạn gần xa cho anh Chiến ha. Rồi cây số 9. Rồi chiều cao 1m2 ha quý vị. Rồi 24. Rồi hoành thân 24 ha quý vị. Rồi xây dòng đế luôn anh. Rồi 36. Đây đế cũng đều tứ diện ha quý vị. Đế có đều bốn mặt ha quý vị. Dán cực ha, một thân một cốt ha quý vị. Tay cầm thì cũng khỏi chê ha quý vị. Vuốt ngọn luôn ha. Tay cầm bóng là rất là đều ha quý vị. Rồi giá luôn anh. Rồi giá 1,2 triệu luôn. Rồi mã số. Mã số 9 giá 1,2 triệu quý vị. Rồi chuyển cây anh.
Rồi ra chiều cao anh. Rồi 96. Rồi chiều cao 96 hả quý vị? Rồi 27. Rồi hoành thân 27 hả quý vị? Rồi xây dòng đế luôn anh. Rồi 36. Đây đế cũng có điều bốn mặt hả quý vị? Anh xây từ từ thôi, xây nhẹ nhẹ thôi. Rồi. Rồi đây quý vị, ở đây là nó bị lỗ hả quý vị, nhưng mà nó thành đá hả quý vị, quý vị yên tâm ha. Cây chiến thì anh bao sống bao ship Hàn Quốc hả quý vị. Dán trực ha, tay cành này đóng ok ha quý vị. Rồi giá luôn anh. Rồi. Cây số 10. Cây số 10 giá 1.4 triệu. Rồi mã số 10 giá 1.4 triệu. Rồi chuyển cây anh. Nước quýt thì đâu trời. Đây rồi. Rồi chiều cao luôn anh. Rồi 101. Rồi chiều cao 101 ha quý vị. 21. Rồi chiều tầm một bàn thân 21 ha quý vị. Rồi xây dòng đế luôn anh. Rồi 34. Rồi 34 ha quý vị, hoành đường kính bầu 34 ha, đế cũng đều bốn mặt ha quý vị, ha quý vị. À cũng dáng trực lắc nhẹ ha. Vai cành cũng khá ha quý vị. Tiền nào của nấy quý vị ơi. Rồi giá luôn anh. Rồi cây 11 này giá 1 triệu. Rồi mã số 11 giá 1 triệu quý vị. Rồi chuyển cây anh. Rồi 105. Rồi chiều cao 105 ha quý vị. Rồi 21 luôn. Rồi hoành thân 21 đến 20 thôi ha quý vị. Rồi xây dòng đế luôn anh. Đế cũng đều bốn mặt ha quý vị. Đế bàn ha. Rồi 36. Đây đế đều bốn mặt ha quý vị. Ở đây nó có cái chia tử nữa ha quý vị. Nhắn trực lắc nhẹ mà có thêm cái chia tử nữa ha. Cũng một sau một cốt, tay cành cũng khá ha quý vị. Một số tay cành ha quý vị. Rồi giá luôn anh. Rồi cái số 11 này giá 12 này giá 900. Rồi mã số 10 hai giá 900 quý vị. Rồi chuyển cây anh. Rồi chiều cao luôn anh ơi. Rồi chiều cao 108. Rồi chiều cao 108 hả quý vị. Rồi hoành 26. Rồi hoành thân 26 tính 25 thôi ha quý vị. 25 có dư đi ha. Rồi xây dòng đế luôn anh. Rồi 39. Rồi đường kính bà 39 ha quý vị. Đế cũng đãi đều bốn mặt ha. Hổng dán trực một thăng một cốt, tay cành đóng khá ha quý vị. Tứ diện ha. Rồi giá luôn anh. Rồi cái này giá 1.2 triệu. Rồi mã số 13 giá 1.2 triệu ha quý vị. Rồi chuyển cây anh. Chiều cao 82 ha quý vị. 29. Hoành thân vị trí này 18 ha qua quý vị. Rồi 37. Rồi một cái xây dòng đế anh, cái này đế nơm sổ ha quý vị. 800 rồi. Nơm sổ ha quý vị, dán trực ha. 800. Rồi giá luôn anh. Rồi mã số 14 giá 800 ngàn hả quý vị. Rồi chuyển cây luôn anh. 15. Rồi cho chiều cao luôn anh ơi. Rồi 80. Rồi chiều cao 80 ha quý vị. 25. Rồi bình thân 25 chuẩn ha quý vị. Rồi 38. Rồi đường kính bầu 38 ha quý vị. Đế cũng đều bốn mặt ha. Có hai bên đây, nếu mà quý vị muốn về chơi dán trực một thân một cốt thì cắt liền mà cắt ha quý vị. Còn muốn để thêm kỳ tử thì để ha quý vị. Mỗi người tầm mắt ha quý vị. Tay cành đóng tới diện ha quý vị. Đó mà dắt về dễ thương ha quý vị. Rồi giá luôn anh. Rồi cây số 15 này giá 1 triệu. Rồi mã số 15 là giá 1 triệu ha quý vị. Rồi tới đây cũng
Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu xem hết video clip ha. Cũng rất mong được sự ủng hộ từ quý vị và các bạn gần xa cho anh Chiến ha. Xin cảm ơn.